Đồng Thời, Đồng Thời hoài vậy đó. Hèn chi người ta đặt tên của cậu là cậu Năm Đồng Thời cũng phải. Cô Thiện, nè, cô có coi Nhật Trình không? Có cái bà chị ở Châu Đốc nó đẻ một hồi gì bốn đứa con. Đồng Thời có cái bà chị Biên Hòa đó, nghe vậy chị cũng biết sao. Bà thi đua, bà tuôn một giọt cái năm tự, thành ra bà ăn đứa. Chuyện của cháu rắc rối vàng trời mà cậu cũng lo dùm. Cậu có hết Đồng Thời đã đến chuyện Bao Đồng à. Bây giờ tôi lại cậu nè, cậu hãy chỉ dùm anh Quỳnh, anh ở nơi nào, cho anh hay rằng cái khổ đã đến nơi. Tôi nóng ruột lắm cậu ơi, cậu đừng có Đồng Thời. Nè chút xíu nữa à, thằng cháu tôi nó sẽ về đến. Nó mắc dẻ ở lúc ngoài Nancy si. Cô ngồi chơi đi, ngồi chút xíu nữa nó về ngay. Bây giờ thì tôi đi nhậu Đồng Thời cho đỡ buồn. Tôi đi à cô, đó cứ tự tiện nha. Về em ha. Ủa, sao buồn nó gì? Việc yêu đương của chúng ta là bại lộ rồi anh. Ai biết bác? Chính em gái của em. Anh phải đánh nó cho một trận lên thôi. Anh ơi, dù anh em liên ra mà giết thì em cũng không làm sao trở lại được với mấy giờ. Má em đã đuổi em đi và lột mất đi cả dòng vàng. Em mong gặp anh để chúng ta bàn tính. Em ở luôn đây với cậu và anh. Hai anh thấy chưa tiện cùng nhau chung sống. Anh cứ thẳng lòng đi, cho em tiện lo toan. Hoặc em xuống đi chung suối vàng hay hoặc dẫn thân nơi miền diễn xứ. Em hà ơi, anh chỉ sợ cành vàng lá ngọc không quen với gió sương tuyết bão bùng. Son không quen với sỏi đá trên đường. Nếu em bỏ được hài quá đi chân đất, trời anh không còn ngày mong mỏi gì nữa. Mỗi chúng ta còn đôi bàn tay và khối óc, lo gì chán cổ trong gai. Anh đi vẽ và em đi bán, tối về xuống mé họp dưới mái liều tranh. Mấy anh đừng có ngại, để tôi hát cho mấy anh nghe cái bản này hay lắm, mà bản vụ của tôi đó, Hai Mối Tình đó. Quang hô Kiều Liên, quang hô Hai Mối Tình. Cánh hoa đào chưa khoe màu thắm, vì xinh tắng đông phía sương. Em mới vừa về bãi xuân tâm, tim non đã xé đôi chân đã đây. Mối tình thứ nhất, tình bao ấu thơ, cùng nhau chúc lỡ chia sớt một người. Tình thắm thiết tình ban của em còn đang sâu mãi, đời đời trong tim. Đến mối tình thứ hai cùng em, tình trong gió khó nói xa đây. Mà làm cho em đứng sống, tình
mà đã khiến em buồn đời. Ai buồn thương nhớ con người xa xôi. Liên, 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 mày phá nhà phải không Liên? Má làm xấu con trước mặt bạn bè phải không? Mày lộng quá đâu có được mày. Cái gì đó mà tạm. Bây giờ cái rủ đó nó rủ mày đi qua hát bóng đi tắm biển á. Mới chừng mày nhảy xuống cầu Bình Lợi thì mày nhảy một mình biết chưa. Thời đại mới cái gì cũng mới chứ. Má già rồi má sống thì cũ còn con còn trẻ thì sống thì làm mới chứ. Có gì má gì trẻ thì mất chân nhìn. Cái nào nó văng luôn cái mạng mà vô bánh xe lưỡi thì mày biết văn minh nam nữ bình quyền mà má con nói con sợ tội cái viện chứ con muốn đăng báo từ báo quá. Mày từ tao đi. Trời đất ơi, và con gái mới mà nói chuyện với mẹ nó vậy đó. Với vậy mà có hư chưa còn chị Hạ tôi trai nó sao má không đáng. Tao đây đã đuổi đi mất lâu rồi còn đâu đây nữa đặng để la rầy. Cái đồ mày quân qua thân à, má già bị mù, bị cái chuyện thai. Tôi là chỉ gần người bán thân, chứ phải làm sao. Mày nói nghe coi, sao má không thưa chỉ ăn cắp chính người bệnh già bỏ đi. Thưa cái thằng đó dụ dỗ chị Hà cho tụi nó ở tù. Để mai nhớ tụi nó bài khôn bài giải với nhau về đây chi cho tài cho coi. Hả, con nhỏ lắm rắm mà nói nghe được à. Để má thưa liền bây giờ cho con trai. Ai đó, cứ vô đi. Ủa, cậu Năm Đồng Thời ha. À, chị à, tôi nghe chị thưa con Hà sao đó chị hai. Đồng Thời bỏ thằng Luân Quỳnh ha. Chứ cậu nghĩ coi cái tiệm vàng như vậy á, mà cháu của cậu dụ dỗ con gái tôi lấy trong bóc hết à. Bởi vậy tôi gửi tụi nó cho mấy ảnh chất dụng trong khám nữa chứ. Chị nữa, mấy ảnh nào? Thì mấy anh đàn bà chứ mấy anh nào. Nè, cậu Năm không biết chứ, tôi quen mà anh thấy đổi hả. À, mấy anh Trạng Thư nè, anh Phú nè, anh Nguyễn nè, anh Cò nè. Anh nào mà không biết đâu. Chị quen với ông Cò sao vậy? Thì ông cố của ổng với ông cố của tôi hồi trước ở chung xóm á. Ở chung xóm hả? À, có nói thêm về bà con gần. Nói đi giọng xong nghe tiếp à. Chị muốn gặp tôi bao nhiêu thì chỉ cứ gặp. Nhưng tôi chỉ gian cầu chỉ thương thằng Quỳnh chứ con Hà. Chị à, không ai dụ nó, không ai cấp vàng trộm bạc. Mà chị nở lòng nào dù cao để cho hai đứa nó đều bị cầm giam. Cầm. Chị đừng ghét vợ con ghét cho nhà thiên hạ chê thầm. Nếu cha nó đổi màu xong chị thấy cảnh này trời ơi không biết khổ cho đến đâu. Chị đuổi con Hà đi là để gia tài chị hưởng mà. Nó biết mua mẹo chị nhưng nó vẫn lặng thinh. Nó bảo dù sao cũng kính mến chị và thương yêu nơi đấng sanh thành. Có đứa nào ở nhà dưới là múc cho tao miếng nước để tao rửa cái lỗ tai coi. Bộ lỗ tai chị biết không nghe tôi nói không? Nói nhiều quá nghe chán lắm. Chưa mà, còn nhiều nữa mà. Chị hai, chắc có lẽ chị thừa hiểu thằng Năm Đồng Thời này. Dù nghèo nhưng mà nó giàu tự trọng, không có bao giờ cúi đầu trước ai để năn nỉ gian cầu. Nhưng mà nay nó gian chị chẳng qua là vì nó thương vợ chồng của con Hà. Chị hai à, chị rút đơn thưa đi là chính chị thi ân vô đức cho con cháu chị về sau. Tôi không có gian chị chia gia tài cho con ghẻ, nhưng xin chị cho chúng nó khỏi tù già được yêu nhau kẻ có khi còn có hồi nhân đạo. Tôi tin rằng chị với sẽ đồng mối thương tình. Con Liên đâu á? Đem cái chỗ ra đây cho tao quyết sạch rác ở trong nhà coi. Chị nói vậy hả? Tôi cho chị biết chị khổ quá nha. Tôi
giá miễn chị à? Cái trời đất ơi, nghe miễn mày giá đi. Hết không? Hết, hết à? Ôi trời đất ơi, trời ba cái đất cửa luôn. Cha người ta, mẹ người ta. Trời ơi, ra khỏi khám rồi liền ổn mì đó đi. Ở ngoài này thiếu gì bánh mì. Bây giờ mình về đi bên nhà cho má mừng hả? Má bỏ tù hụt mình nên bây giờ mang đâu về cho má mừng? Giờ hất hoài, em đi đi, tôi không đi đâu. Anh, dẫu má của Huy cũng đừng hận trách má, sẽ có ngày má Huy hận ăn năn. Vậy em khuyên anh nên suy nghĩ lại, nghe lời của em. Về xin lỗi mẹ lỗi lầm hai ta, để mẹ vui cho kết duyên lành, tình đôi ta mới được vững bền. Lòng anh đây vô cùng xúc động trước những lời yêu đầy của em. Nghe em về xin đi lỗi mẹ, kết duyên tình không đợi lãnh mẫu. Vậy thì bây giờ mình đi nha. À, chị Lô. La 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 la. Ai đưa vô đi. La 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 la. Má đâu rồi em? Ủa? Đi theo trai rồi về đây làm gì nữa? Không, anh chị qua đây để xin lỗi má đây mà. Xin lỗi à? Mấy người thoa đập tha ra ngoài bốt để cò bốt nặng nhẹ bà già là kho dung, rồi đòi giam đòi cầm. Bà già tức quá sinh bệnh nằm nhà thương rồi. Cứ đi về đi. Má bệnh chắc em vui lắm phải không? Múa hát hoài đó. Tôi không có ưa mấy người đấy nha. Anh sao kỳ quá à? Em, má nằm nhà thương nào em chỉ đi thăm má. Thôi, để bà sống thêm ít ngày nữa. Gặp mấy người đó bà chào má bà chết liền bây giờ. Em Liên, Liên ơi, dầu ơi, đôi ta không phải chung mẹ hiền với nhau, nhưng cũng dòng huyết khí thông của cha, nên phải bên thương nhau. Em chớ nên buồn phiền, đau lòng cha nơi chốn cương tiền. Đừng vì hờn không đâu để cho hai chị em phải xa lìa nhau. Từ giờ này em nên bỏ đi những chuyện chưa đấy chị em qua. Tôi không có muốn nói chuyện với mấy người nữa thì về đi, tôi đóng cửa lại chỗ đi. Liên, Liên. Thôi đi về, tôi đuổi miếng xấu rồi đó còn khóc nữa. Ai nữa đó? Có cửa hoài vô đi. Tôi là cảnh sát được ký phép xét tiền vàng của cô, vì có đơn tố cáo cô qua trưởng đồng giang. Hả? Ai tố cáo ác quá vậy? Nè, mày đi đâu thì mày đi, tôi khuất mắt tao nha mày. Đừng có theo tao mà làm khổ tao nữa nha không? Tại con sao má cứ chửi con hoài vậy? Mày cũng chưa biết cái tội của mày đó hả? Mày mới quá mà. Nay mày cầm tay thằng này, má mày quéo chân thằng chết. Cái thằng cô hụt sống á, nó bị mày bỏ rơi. Nó thù mày, nó quán mày. Nó lại lơn thơ tố cáo tao là tử đồ gian. Mới ra nông nổi nè nó. Tới nhà chị hai rồi nó mắc vô cửa đi. Mày đứng chi như trời trồng nó mà không chịu qua cửa. Nè, gõ nhẹ nhẹ nó nghe không? Hay là giọng rầm rầm như mỗi lần cho chúng nó biết đi. Vô đi. Ủa, chị hai. Cậu Năm. Thời cuộc biến chuyển sao mà chị giống như thế là Nhật Bổn lúc đầu hàng vô điều kiện vậy chị hai? Thôi mà, đời mà mất mỏ làm chi vậy cô Nam? Ủa, ha, cô Liên lúc này sao cũ xì vậy? Hết mới rồi hả? Thì cũng bị cái mới mất dịch đó mà chết tôi đi nè.
đồng thời cũng bị cái mới đó mà người chồng chưa cưới của cô Liên á gửi tối hậu thơ xin rút làm ăn. Có anh chị hai tôi ở nhà cô Năm. Hôm rày tôi dặn lũ nó, đồng thời không muốn gặp mặt tụi nó nữa, nên tụi nó đi rồi. Mà râu tụi nó làm cái gì mà cậu giận vậy cậu Năm? Tôi dặn lũ nó ở ăn không biết phải người ta đối với lũ nó như nước lá, nó lại năn nỉ người ta về nuôi nâng trong lúc nguy nan. Người ta bị giam lũ nó lo cho khỏi tội tù khổ sở. Chúng nó chạy qua nhà người ta kiếm năm lần bảy lượt, rồi lại lúc mời về để phụng dưỡng đi cho trọn đạo lạc con. Người ta đi xuống qua hồ cô tìm mà cách để mà có trông lũ nó liền. Lũ nó vẫn kiên tâm kiềm cho cái được bọn người kia. Tất nhiên là cái người cái mẫu quý giá vô biên. Hai đứa nó thật dễ quên gì cái không sâu còn mưu không độc. Lũ nó quên phức hồi người ta thao phản dụ dỗ dây ta. Cậu Năm à, mẹ con tôi có lỗi là lỗi với anh chị hai thôi. Ăn thua gì tới cậu, bắn hoàng có được rồi nha. Điên. Cậu Năm à, tôi biết lỗi quá đi cậu Năm ơi. Nè, có đứa nào thì sao không bay? Để người ta phải chổi để tao quét hết rác bẩn nhà coi. Cậu Năm, chứ nhịn cậu không được nữa rồi nha. Chứ nói cho cậu biết à. Nói tao biết hả? Ha, tao đuổi mà ra khỏi nhà đồng thời cho tụi bay biết nè. À lê, điên ra. Con Năm, con Năm, chuyện gì đi con Năm? Ủa má, em Liên. Má em Liên có hầu nào vậy? Ủa kìa, sao má khóc má? Thôi má đừng khóc nữa. Má khóc làm gì những chuyện đã qua má. Má và em Liên ở luôn đây để cùng hai con sum họp để bù lại những hồi cay đắng qua. Sự nghiệp tiêu tan má cố bỏ qua, cần nghĩ đến thân già. Tiền của hết có ngày táo được, nhưng sức khỏe hao mòn có hồi phục như xưa. Chuyện cũ qua rồi hãy quên hết, em Liên cũng đừng ngượng ngập bởi chuyện xưa. Tuổi trẻ ai cũng một lần cờ như thế, chị à của em không ai giận đứa em thờ. Ở lại cái chị à, để cho mấy đứa nó vui nha chị.
Còn cháu Liên, cháu cũng nên ở lại cho có chị có em. Đồng thời người ngoài họ nhìn vô họ cũng tâm tắc để tìm khen cho một gia đình vô cùng đẹp đẽ, mẹ ghẻ biết thương yêu đến con chồng. Còn hai chị em một cha ngã bác mẹ nhưng cũng một lòng yêu nhân. Kê phiên hạ đồng thằng